tao mới đi có mấy ngày, chưa có gì gọi là xa cơ mà chúng mày đã eo óc. Hay là định ăn ở Hai Lòng hả? Dậu đổ bìm leo à? Hả? Anh nói thế là phụ lòng anh em. Vắng anh chỉ một vài ngày thôi, đương nhiên công việc là khó khăn. Tao đã xem hết sổ sách rồi, bùng bét hết, thật chẳng ra làm sao cả. Hay là chúng mày định dâng đất cho thằng Mân? Anh đừng nói thế, anh không hiểu được đâu. Khi anh bị cảnh sát 113 bắt, bọn em ở ngoài này cũng khổ ải lắm. Quân thằng Mân suốt ngày đến đây chọc phá bọn em. Dạ đúng ạ. Bọn em thì làm sao lại được chúng nó. Phải nói sao? Đúng như vậy không? Dạ. Này, sao ban nãy chúng mày mở miệng như mấy không mà bây giờ cứ tiếng một như đáy rắt thế hả? Dạ đúng đấy ạ. Anh đi vắng mấy hôm, chỗ nào chúng nó cũng chọc phá. Nói rõ xem nào. Dạ thưa anh, không riêng gì chợ hoa quả, bọn cứu vạn, chợ gạo, chợ thực phẩm, hàng điện tử đều bị chấn. Bọn nào chấn? Dạ. Có chính xác là bọn thằng Mân không? Bọn em không rõ, nhưng không bọn chúng thì còn ai vào đây nữa. Nói thật với anh, bọn em cũng tức lắm chứ. Dạ, anh cứ phát lệnh ạ. Đại ca, chắc bây giờ đại ca cũng mệt rồi. Em mời đại ca vào trong kia uống nước, rồi sau đó anh em mình tính toán sau. Đi. Ra đây. Bây giờ thế này nhá, chúng mày phân công các cổng chợ canh gác cho cẩn thận. Thằng nó đến, vút. Dạ. Biến đi, đi đi. Đi. Thằng này, biến. Thằng kia nữa. Dạ. Em mời đại ca ngồi. Cho hai chén nước. Vâng. Anh uống nước. Phải có một trận súng máy. Lành làm gáo, vỡ làm môi. Chứ giờ ương ương thế này khó sống lắm. Anh ạ, vừa rồi trước mắt đám kia em không dám nói, sợ chúng sợ hãi. Đám kia vạn bị chấn đều có vẻ sợ hãi, có ý bàn lùi, ngả theo cánh thằng Mân. Sao? Có chuyện đó à? Vâng. Chết thật, ta đâu có đối xử tệ với chúng nó. Anh biết rồi đấy, bọn cửu vạn theo anh em mình là vì manh quần tấm áo và miếng ăn. Yên ổn thì không sao, nhưng khi có chuyện chúng nó phải lo cho bản thân mình đã. Nhẽ đời là vậy. Chó chết. Em có sợ một ngày nào đó chúng nó sẽ đâm dao vào lưng anh em mình. Nhưng không sao anh ạ, anh em mình phúc còn dày lắm, lộc chưa kiệt đâu anh ạ. Đúng là đời, ngay cả đến tao bây giờ tao cũng không tin vào chính bản thân mình nữa. Không sao, bỏ qua. Theo mày, bây giờ tao phải làm gì? Điều quan trọng nhất bây giờ, anh phải tỉnh táo giữ cái đầu cho lành lặn để qua cái đận gian nan này đã. Thực ra bây giờ, so sánh tương quan lực lượng giữa ta và bọn thằng Mân, chúng ta có nhiều điều bất lợi hơn nó. Tương quan? Tương quan cái mẹ gì? Đến lý trưởng còn thua cả Chí Phèo nữa là. Hắn mà dồn ta vào đường cùng thì mạng sẽ đổi mạng. Đại ca nóng tính quá, xin chén nước. Vâng. Đại ca uống nước đi, bình tĩnh đã. Đại ca đừng hiểu lầm ý em, không phải là chúng em nhụt chí đâu, nhưng mà bây giờ chúng ta phải dùng mưu. Trước mắt theo em phải chịu thiệt một chút, nhả cho chúng nó ít quyền lợi, sau đó chúng ta thu phục toàn quân, chuẩn bị lực lượng, có thời lật lại vẫn chưa muộn. Nhưng mà anh phải lưu ý là phải thu phục được mấy thằng cha ở phường quận, lấy nó làm chỗ dựa, là cái ô che cho anh em mình. Đấy, em nói hết rồi đấy, tùy anh quyết định. Anh cứ quyết định, bọn em phải theo anh hết.